Đời thứ ba, tình yêu bắt đầu từ một vụ hỏa hoạn. Mình đi vô một cái trung tâm thương mại, vô tình hôm đó xảy ra một cái đám cháy. Không có biết đâu, mình chạy quấn quần thiệt. Anh ta là anh chồng bây giờ ấy, mới kéo mình đi, nghĩa là cứ lôi chạy thôi. Ra xong rồi thì tự nhiên á là bốn mắt nhìn nhau á, là hả, mình thấy có cảm xúc liền á. Trời đất, cái đó là té lửa tình luôn nha. Có đủ vững vàng khi người thứ ba xuất hiện. Mình đang nằm đó tự nhiên thì mình thấy có chữ là em yêu. Thế thì mình mới cầm máy mình nghe. Thì nghe đầu tiên, đầu dây bên kia thì nói là ông xã ơi, ông xã, mình lại nói chuyện với bạn đó. Thế thì bạn kia thì bạn này hỏi ngược lại mình là ai. Thì mình nói là mình là vợ của ông xã mình đó. Thì cô ta lại nói là ủa, anh nói với em là vợ anh chết rồi, anh lại nói mình là gái đứng đường nữa. Người thứ ba được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2022 trên JTV Show.